Một là mình dùng cho bản thân, hai là mình chỉ định cho người khác dùng niacinamide, thì mình mong muốn điều gì, chức năng gì, khả năng gì? Trong những cái bài hôm trước chúng ta đã nói về hoạt chất trị mụn thì đã nhắc tới niacinamide. Tổng quan về niacinamide là vitamin B3 hoặc là nicotinamide. Khi nó vào trong cơ thể thì nó sẽ biến đổi thành hai cái thành phần, đó là NADH và NADPH. Và nicotinamide là cái nguyên liệu cho hai cái này. Và nó có cả dạng uống và dạng bôi. Dạng uống thì vitamin B3 uống hoặc là vitamin PP uống, cũng là có nhiều bác sĩ kê để uống trong trường hợp mụn trứng cá cũng được thôi. Hoặc là uống để điều trị một vài cái bệnh lý mà ví dụ ngày xa xưa mà thiếu vitamin PP á, gây ra ví dụ Pellagra hay gì á, là những cái bệnh đó bây giờ hiếm rồi, bây giờ tìm cũng không ra nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn nên bổ sung cái này. Ở trong thức ăn nó đã có vitamin B3 rồi, nhưng mà chúng ta bổ sung thì càng tốt cho da hơn. Niacinamide dạng bôi nó rất là nổi tiếng. Và cách đây khoảng 5 năm trở lại đây đi, niacinamide nó như một cái hoạt chất mà người ta rất là thích. Nhiều hoạt chất mà nó rất là dễ chịu, rất là dễ dùng, đa năng. Có cái dạng khác của niacinamide đó là nicotinic acid. Và cái dạng este của niacinamide đó là nicotinate este. Nhưng mà về lâm sàng á thì chủ yếu là dùng niacinamide thôi. Còn hai cái dạng này nó rất là dễ bị kích ứng, ít dùng. Có một cái giai đoạn người ta nghi ngại niacinamide khi sử dụng chung với BHA, là không dám dùng niacinamide với lại BHA bởi vì sợ nó chuyển thành nicotinic acid và nó kích ứng da. Nhưng thực ra BHA dùng với nicotinamide bình thường mọi người, không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Cơ chế hoạt động thì niacinamide là hai tiền chất của hai đồng yếu tố là NADH và NADPH. Nó liên quan đến nhiều cái phản ứng sinh học, sinh hóa ở trên da. Và nó có cái cơ chế hoạt động đó là chuyển hóa lipid. Nó tổng hợp axit béo và ceramide. Nó tăng tổng hợp collagen ở bên trong da, nhất là lớp trung bì. Nó ức chế di chuyển của melanosome từ melanocyte tới keratinocyte. Có nghĩa là ức chế cái sự phân phối cái sắc tố vào trong các lớp của thượng bì đó. Cái thứ ba đó là tăng sinh cái sự luân chuyển thượng bì để bong cái tế bào chứa sắc tố đi. Và cái thứ tư đó là ức chế nguyên liệu từ đầu, ví dụ như là ức chế cái sự tăng sinh mạch máu tại chỗ. Và nó có khả năng chống viêm và ức chế bã nhờn. Nó giảm tổng hợp cái glycerin ở trong cái sản phẩm của tuyến bã nhờn. Ở trong cái thành phần của tuyến bã nhờn có rất nhiều diglycerid và triglycerid hoặc là cholesterol. Thì bây giờ nó sẽ ức chế cái sản sinh cái đó ở trong cái thành phần của bã nhờn, thì nó đỡ mụn trứng cá hơn. Và đây gần như là cái tác dụng chính. Ứng dụng vào lâm sàng thì như thế nào? Nó giảm tiết bã nhờn, nó thu nhỏ lỗ chân lông nhờ cái khả năng giảm tiết bã nhờn và nó điều trị mụn. Thứ hai là giảm sự tăng sắc tố, đây gọi là giảm thâm sáng da đó, giảm xuất hiện nếp nhăn nhờ vào collagen, phục hồi hàng rào bảo vệ da, có khả năng giữ ẩm thì cũng tương đối thôi, giữ ẩm một phần thôi, không phải là quá là tốt. Kháng viêm cũng tương tự, kháng viêm cũng không phải là quá mạnh mẽ về cái khả năng kháng viêm, nhưng mà có những cái nghiên cứu người ta thấy được nó có cái khả năng điều trị mụn tốt. Ví dụ như nghiên cứu này mọi người theo dõi này, nghiên cứu sử dụng benzoin peroxide 2.5% cộng với niacinamide 5% và so sánh với cái benzoin peroxide 2.5 đơn thuần. Kết luận đây đó là khi kết hợp benzoin peroxide 2.5 với lại niacinamide 5 thì nó sẽ hiệu quả hơn so với đó là benzoin peroxide dạng đơn độc. Có nghĩa là khi kết hợp nó sẽ hiệu quả cao hơn. Cái sản phẩm mình rất là hay kê đó là cái dạng niacinamide 4% là cái dạng mà người ta hay nghiên cứu nhất. Và kết hợp với một cái đó là gluconolactone 14% đây. Cái dạng này nó kiềm da tốt, nhưng mà mình thường kê cho da khỏe thôi. Chứ da mà yếu yếu thì có da bị kích ứng, da bị đỏ. Mà nếu mà da đỏ thì mình dùng qua cái dạng active của nó. Ban đầu là cái HVR này sản xuất dạng kem, kem active. Thì nó cũng có thành phần tương tự như serum, nhưng mà sau này người ta chuyển hết về dạng gel để phù hợp với da mụn, đó là gel active. Một cái loại niacinamide khác
mà nồng độ quá chi là cao luôn. Thường thì người ta nghiên cứu niacinamide 4-5%, và bây giờ có cái 10-20% của hãng Bolotroy. Thì cái này thì mình không tập trung điều trị mụn, nhưng mà mình sẽ tập trung để phục hồi hàng rào bảo vệ da, và cũng có ức chế bã nhờn để hỗ trợ điều trị mụn. Thêm nữa là để chống lão hóa nữa. Cái dạng treatment này nó chống lão hóa cũng tốt. Niacinamide trước để kiềm dầu, sau đó là có thể cái dạng gel á, mình bôi retinoic acid dạng gel sau. Còn AHA thì là thường là mình dùng bước tải tế bào chết. Khi nó kết hợp á, là nó đã có cái nghiên cứu rồi nó mới dám kết hợp. Với lại nó kết hợp ở trong sản phẩm á. Ví dụ đọc về cái cách làm á, nó sẽ có những cái pha. Cái pha là cái bước á, những cái bước để trộn cái này trộn cái kia mà không hay phản ứng với nhau. Thì khi đã kết hợp thì dùng thôi, tự tin dùng thôi, không sao hết.